Vườn thì nói chung là rất là thụt các bạn. Mình trồng ở vườn cao như này mà. Xin chào các bạn. Trồng được luống trắng tím nhưng mà lúc này lũ cũng đang rất là to rồi, đang sắp lở rồi các bạn. Thời tiết thì như các bạn đã biết miền Bắc thì lúc này vẫn cứ âm u thôi. Hôm nay thì cũng có một chút nắng nhưng mà nắng nhẹ nhẹ. Những cái nụ hoa này chắc cũng nở vào một ngày gần đây nhất thôi, cũng có cái lụ nó to rồi. Hoa thử dược trắng tím, một trong những cái loại hoa cũng rất là đẹp, cây rất là khỏe các bạn. Độ ẩm trong không khí lúc này cao đến 100%. Ra vườn thì nói chung là rất là thụt các bạn. Mình trồng ở vườn cao như này mà còn thấy cái nó ẩm ướt. Nếu mà trồng ở ruộng thấp thì chắc là nó sẽ thụt lắm đây các bạn. Lúc này thì trời dâm rồi, vừa nãy nắng nhòe lên một lúc nhưng mà lại dâm rồi. Đâu đó 1-2 ngày nữa là sẽ có đợt gió mùa đông bắc rất là mạnh. Đấy, những cái lụ này cũng to lắm rồi các bạn ạ, muốn để vào Tết cũng không được. Đấy, nếu mà muốn để vào Tết thì lụ nó phải nhỏ nhỏ hơn một chút cơ, chứ lụ to như này thì sẽ lở trước Tết. Năm nay do thời tiết nó rất thường nên là mình chăm sóc cũng không được đều. Những cái lụ to thì sắp lở rồi, còn những cái lụ nhỏ nhỏ như này này thì khả năng sẽ nở vào dịp Tết này. Thời tiết thì cứ ngày nào cũng như ngày nào thôi, trời cứ âm u. Càng âm u càng ấm thì cây hoa được dược phát triển càng nhanh. Đấy, những cái nụ rất là to đấy các bạn này. Năm nay thì mưa nhiều quá đâm thừa nước, cái giai đoạn này thì không cần phải tưới nước các bạn. Ngày nào cũng có mưa, mưa nhỏ chứ không mưa to, nhưng ngày nào cũng có mưa. Sáng giờ cũng mưa nhỏ nhỏ mấy lần rồi. Đấy, bây giờ sầm thì lắm rồi, lúc nữa chắc lại mưa rồi. Đợt gió mùa đông bắc tới đây về cường độ rất là mạnh, mình xem dự báo thời tiết nói cường độ rất là mạnh, nên là những cái lụ nào mà bé quá là khả năng sẽ trượt Tết, còn những cái lụ nào lúc này nó phải khá khá rồi, lụ nó cũng phải bằng cái hột ngô rồi thì nó may thì mới lở được vào dịp Tết rồi. Khi mà gió mùa đông bắc nó về nó đã cường độ mạnh, nhiều khi nó lại nhiều ngày, nên là lúc này hoa thực dược mà lụ mới hình thành thì là không kịp Tết được các bạn. Lụ nó phải to một chút, ít nhất nó phải bằng cái hạt ngô, hạt đậu phộng thì may ra mới kịp Tết được. Trồng được có một luống trắng tím thôi. Tiết này hoa thực dược lở ra không được đẹp đâu các bạn ạ. Nó ấm quá, bông hoa thường thường bị lở ép. Tức là chưa đến ngày lở đã lở rồi. Đáng nhẽ nếu mà thời tiết nó lạnh thì nó còn hãm khoảng độ mấy ngày nữa nó mới lở, nhưng mà thời tiết nó ấm như này thì bông hoa thường thường là bị lở ép. Đã thế lại thời tiết mưa, điều kiện ấm, nồm ẩm dẫn đến cái lụ hoa được dược nó phát triển nhanh. Cánh hoa nó không được dài và bông hoa lở ra, nói bảo đẹp thì không thể đẹp được bằng cái thời tiết lạnh. Nếu mà thời tiết nó lạnh thì bông hoa lở ra sẽ đẹp hơn, cánh hoa sẽ dài hơn và cái tỷ lệ hở nhị ít hơn các bạn. Năm nay là một cái năm không ngờ về cuối năm thời tiết nó lại mưa quá nhiều. Trước đây mình cứ tưởng là cái tầm gần cuối năm này là ảnh hưởng của El Nino là nó sẽ hanh khô nhiều ngày cơ, nhưng mà không ngờ năm nay thời tiết nó lại quá là thuận mưa, có vẻ như là nhuận tháng nó không nhuận thời tiết. Thời tiết lúc này thì không khác gì là thời tiết của mùa xuân các bạn ạ. Đúng ra nếu mà không nhuận thì nó là mùa xuân rồi, nhưng mà năm nay thì nhuận tháng nên là thời tiết lúc này nó kiểu như là mùa xuân các bạn ạ. Cây cao cây thấp nó cũng không đồng đều đâu, và đây mình cũng không cắt lại, cứ thế hôm nay mình để. Năm nay thì do thời tiết thời gian trước nó hanh khô nó không phát triển được, với lại giống thì mình cũng cứ trồng lúc nào có thì mình trồng trên cùng một luống, thật như cũng trồng thành rất là nhiều tầng lớp vì nhân giống cũng không nhân được nhiều, cây mẹ nó có ít nhưng mỗi lần nhân được ít nó sau đó lại đem ra trồng thì nó thành nhiều lớp nhiều tầng, nhưng mà đến lúc này thì nhìn chúng cũng tương đối bằng nhau rồi. Lụ thì cũng như mình vừa kể trên là cũng có lụ to lụ nhỏ lẫn lộn nhau. Trắng tím này thì nó lở cũng rất là nhanh, cây thì rất là cứng cáp các bạn.
Mấy hôm nữa trời có lạnh thì hoa nở sẽ rất là đẹp, đẹp cho những cái bông mà lở sau thôi, chứ còn những cái bông mà lúc này đã bung bung một ít cánh ra rồi thì nó sẽ không được đẹp, do cái thời gian này nó ấm áp quá, cái lụ hoa nó lớn nhanh, nó bị lở ép. Còn những cái lụ mà lúc này nó nhỏ ấy, sau này gặp mà lạnh ấy, nó dừng lại và cái cánh hoa nó sẽ dài hơn, bông hoa màu sắc nó sẽ đẹp hơn, nó không nhợt nhạt. Trồng được mỗi một luống này các bạn, cứ bảo năm nay trồng nhiều nhưng mà chả có giống mà trồng. Trồng được có một luống nụ của cái loại này nó cứ cụp xuống các bạn nhé, nó cụp xuống, nhưng mà khi lở hoa thì nó sẽ ngọc lên chứ nó không cụp hoa đâu, nhìn nó rất là đẹp. Cái luống này hôm trước thì mình cũng không cắt lại đâu, mình cứ để lên này, cắt có một lần xong cứ thế nó lên rồi, cây của nó thì rất là to rồi, khi mà nó ra lụ nó vươn lên là nó sẽ dài, nó dài cành nha các bạn. Còn lúc mà nó thấp thấp ý là cái thân của nó rất là mập, nhìn nó cứ lù lù đó, cây nó rất là mập, nhưng mà khi nó đã có lụ mà sắp lở thì nó sẽ giãn cái đoạn thân cành này ra, nó giãn những cái đốt ra, nhìn cây hoa cũng rất là cao chứ không phải là lùn đâu, mà do cái thời tiết năm nay nó như vậy thôi. Mình không thích ở cái loại này là hình thành củ rất là muộn, nó dài ngày hơn các bạn, cùng trồng nhưng mà nếu mà những loại khác nó cho củ to rồi, nhưng loại này thì củ cũng rất là nhỏ và cũng không được sai củ đâu các bạn, củ không được sai, củ dài, nhìn rất là thích các bạn. Này, nụ nụ này mấy hôm nữa gặp lạnh thì nó sẽ ngừng lại. Đấy, những cái lụ của nó đây đang nổi màu rất là đẹp. Cây này thì nó rất là cứng các bạn, nó cũng rất là cứng, nên là nếu mà nó đổ được thì cũng rất là khó, cây rất là cứng, lá thì rất là to và rậm rạp. Đây mình phun xịt G3 một lần để kéo lên, nhưng mà cái dòng này kéo nó lên rất là chậm, nó không vươn nhanh như là những dòng khác, do cái thân của nó ban đầu nó rất là mập, cái tốc độ nó giãn đốt cũng rất là chậm, chỉ khi nó phát triển được cái lụ to thì nó mới giãn ra thôi. Thế còn lúc trước chưa có lụ mình cũng phun xịt như nhau, nhưng mà các màu khác thì chúng vươn rất là nhanh, như cái màu này thì mình thấy nó vươn chậm hơn. Cây nó lúc mà nó đang còn xấu ấy, thân của nó to bằng ngón tay các bạn, nó lên đâu là cái đốt nó rất là ngắn, còn đến khi mà lụ đã to rồi thì chúng đã vươn lên kéo dài cái đốt ra rất là nhanh. Này, lụ chỗ này rất đồng đều, chỗ nào cây nó phát triển đồng đều nhau thì lụ rất là đều. Khi mà lụ to đâu thì chiều cao của cái cây hoa thực dược nó sẽ vươn lên đến đó. Có bao giờ phun thuốc nấm xanh xanh cho cái cây hoa thực dược đâu, phải phun như vậy nó sẽ rất là bẩn lá. Năm nay được cái là thời tiết âm u thật, nhưng mà đến giờ phút này thì lâu lắm rồi mình cũng không phun xịt cái lấm phân trắng, bởi vì khi mà ở vườn của mình nó đã không có cái lấm phân trắng thì nó sẽ ít khi nó lây lan ở nơi khác đến. Nhiều bạn còn bị những cái bệnh lấm như là mắt cua rồi gì lấm đốm lá, nhưng mà thực ra ở vườn nhà mình lúc này cũng không có, cũng không có, có cũng không đáng kể, chỉ một vài cái lá ở dưới gốc thôi. Nhưng mình thì mình không bao giờ mình dùng thuốc man, mình phun cái man xanh ấy, phun vào là cái lá nó rất là bẩn, nhìn cây hoa thực dược lá mà nó có cái thuốc nhìn nó không được đẹp. Bản thân cái cây hoa thực dược là lá nó to, nó không như là cái lá hoa cúc. Đấy, đối với cây cúc thì chúng ta phun cái thuốc kia lên thì không vấn đề gì, nhưng còn đối với hoa thực dược mà phun lên thì nhìn rất là bẩn. Các bạn nào xem video của mình nhiều thì các bạn không bao giờ thấy trên cái lá cây hoa thực dược của mình từ cái lúc mà nhân giống cho đến cái lúc mà thu hoạch hoa không bao giờ có cái tàn dư thuốc ở trên này, bởi vì mình cũng chẳng phun nữa, lâu lắm rồi mình có phun đâu, lâu rồi nó cũng chả bị lấm thì mình chả phun. Trường hợp nó bị lấm phân trắng nó lây lan ra thì mình dùng Anvin mình phun thôi, cái Anvin phun thì nó rất là hiệu quả, và hai nữa là không để lại cái thuốc nó dính ở trên lá. Còn các bạn cứ dùng những cái thuốc man xanh, các bạn phun xong nó xanh lè trên lá là nhìn nó rất là xấu, thẩm mỹ cái cây hoa nhìn nó rất là xấu, nên là mình không có sử dụng thuốc lấm mình phun. Mấy khi chỉ khi nào nó xuất hiện cái lấm phấn trắng thì mình dùng Anvin mình phun thôi, Anvin phun thì nó không để lại cái vết tích của cái thuốc trên cây hoa.
nên là lá của cây hoa ở vườn nhà mình lúc nào cũng xanh đét, không có cái dấu hiệu gì là có thuốc bám ở trên. Thời điểm này trời rất là âm u và một hai ngày tới mình nghĩ lại có những cái đợt mưa rào. Đấy, tin chắc trời lúc này âm u lắm rồi các bạn. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn trời âm u lặng trĩu luôn. Đấy, lúc này đang muốn mưa lắm rồi và cứ ngày ngày là có trận mưa, mưa tầm khoảng độ 2 tuần nay rồi. Nói chung lúc này chán cái khí hậu này lắm rồi các bạn. Đấy, mình giờ chỉ muốn có đợt cái gió mùa đông bắc về nó khô ráo đi để cho cái đất này nó khô lên, chứ nó mà cứ ẩm ướt lâu ngày như này thì cũng ảnh hưởng đến cây, ảnh hưởng đến bộ rễ vì nó quá là ẩm ướt rồi, nó quá là nhiều ngày rồi. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi. Tất nhiên là cây hoa được dược nó là một loại cây ưa ẩm, nếu mà trồng ở mùa đông này thì chúng uống nước rất là khỏe đấy. Còn nếu như hoa khác ấy, nếu mà mưa như này ấy, nhiều khi còn bị thối rễ. Như cây hoa được dược nó ở cái mùa đông này nó rất cần nước. Lúc này ở vườn nhà mình thì đấy, mưa gió nhiều ngày nhưng chưa có một cây nào bị chết nước đâu, vẫn rất là đẹp. Nếu mà ở cái thời tiết mùa hè hoặc ở những cái vùng khí hậu mà nóng thì chúng lại không ưa nhiều nước. Như về mùa đông này cây hoa được dược uống rất là nhiều nước. Đấy, muốn cây hoa được dược phát triển tốt thì phải bơm nước thường xuyên, giữ ẩm. Thực ra cái vườn nhà mình đây thì thời gian vừa rồi cũng không đủ ẩm để cho cây hoa được dược nó phát triển đâu, vẫn bị khô đấy. Thì đến giờ phút này mưa gió nhiều ngày như thế mà cây hoa vẫn cứ xanh tốt thế này thì quá là ok rồi. Nắng lên thì chúng chỉ héo một chút xíu thôi, sau khi mà trời nó dâm đi thì chúng lại 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 trở lại bình thường. Nhưng mà cái tình hình thời tiết nó diễn biến nhiều ngày mưa như này thì cũng không tốt. Cái gì nó có giới hạn của nó thôi các bạn ạ. Mưa gió nhiều ngày thì bất cứ cây trồng gì cũng vậy thôi, nó sẽ không tốt lắm. Lâu ngày thì rễ nó sẽ bị kém đi. Đấy, như rất mong là cái đợt lạnh tới này nó về thì nó sẽ kết thúc cái đợt mưa đi. Mình chỉ sợ lại về lại kèm theo mưa đấy. Mưa lại dầm dĩ bao nhiêu ngày thì rất là hốt. Vì lúc này miền Bắc thì nhất là đồng bằng sông Hồng, lại ở gần biển, cái hơi nước ở biển nó đưa vào rất là nhiều. Khi mà gió đông bắc lệch đông là nó đưa cái lượng hơi nước ở biển vào, cái độ ẩm trong không khí rất là cao, dẫn đến là trời cứ âm u suốt ngày, không khác gì thời tiết tháng giêng tháng 2 sau Tết, làm cho coi như là cái cây hoa được dược nó lở ép, những bông hoa lở ra không được như ý của mình. Thôi, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.